Em xin chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại với video tiếp theo của em. Một cái thông tin rất là vui mà em muốn cập nhật chia sẻ cho các bác luôn là hiện tại đã có cái thông tin chính thức về cái đồng Atosi này à, thông báo là ngày 25 tháng 1 này sẽ cho chúng ta quy đổi sang BTC này, ETH này hoặc là USDT hoặc là các bác có thể trao đổi nội bộ được cái đồng Atosi này nhá. Đây là một cái thông tin rất là tuyệt vời dành cho những bác nào mà hiện tại đang tham gia khai thác cái đồng Atosy này trên cái ứng dụng Atosy Go cùng với em nhé. À, bây giờ em sẽ vào cái mục thông tin đó để em có thể cập nhật cho các bác này. Em sẽ vào cái nhóm Telegram đây. Đây là cái cộng đồng Telegram chính thức của cái nền tảng Atosy Go này và các bác ấn vào cái phần trang cá nhân này. Sau đó các bác có thể copy cho em cái này. Rồi bây giờ em sẽ dịch ra Google để em có thể cho các bác xem là nó thông báo như thế nào nhé Đây em sẽ vào cái phần Google dịch ở đây. Em dịch ra Google nó sẽ là bên dưới các bác kéo xuống này. Kính gửi người dùng Atosy, chúng tôi vui mừng thông báo rằng Atosy Go sẽ được nâng cấp lên phiên bản v2.0 nhé Vào khoảng ngày 25 tháng 1 này, các chức năng chính thức như sau: thứ nhất là sự kiện Atosy này có thể quy đổi. Lấy BTC, ETH này và USDT Hoặc là chúng ta có thể chuyển ATOXI này sang ví blockchain Đây là một cái thông tin rất là vui Dành cho những bác nào hiện tại Đang theo em tham gia khai thác Cái đồng ATOXI Go này Quá là tuyệt vời phải không Chúng ta tham gia khai thác những cái đồng coin free ấy, Miễn phí ấy, thì chúng ta chỉ mong sao Nhận được cái thông báo Là cái thời gian chính thức Để cái đồng coin của chúng ta có thể được uh, Chuyển qua tiền điện tử ví dụ như là USDT hoặc là Bitcoin hoặc là ETH cũng nhờ thông báo cái đồng coin đó được list sàn thì ở đây đã có thông tin uh, thông tin chính thức là ngày 25 tháng 1 này rồi. Nên là hiện tại những bác nào mà chưa tham gia thì các bác có thể nhanh tay tham gia. Đây là một cái kèo cực kỳ là ngon đến cái thời điểm bây giờ nhá. Uh, và để tham gia trên cái ứng dụng Autosigo này thì uh, cái đường link tham gia đăng ký em sẽ để dưới phần mô tả của video nhá. Sau khi đăng ký thành công xong thì các bác sẽ vào cái ứng dụng Atosigo này. Hiện tại thì nó đã cho chúng ta tham gia xác minh KIC bước hai rồi. Những bác nào mà đã xác minh KIC bước 1 rồi thì chúng ta sẽ làm luôn cái bước thứ hai là KIC bằng giấy tờ tùy thân của chúng ta. Còn những bác nào mà chưa tham gia KIC bước 1 thì các bác có thể vào tham gia KIC bước 1 cho em. KIC thì rất là đơn giản thôi. Các bác ấn vào phần hình ảnh đại diện ở đây cho em này. Các bác thêm cho em cái hình ảnh đại diện là chúng ta đã tham gia KIC bước 1 Sau đó các bác sẽ vào đây Chúng ta sẽ tham gia khai thác nhá Lên nhớ này Thêm hình ảnh đại diện Sau đó các bác vào đây cho em này Các bác vào đây nhá Đây em sẽ vào đây cho các bác xem này Đây là cái phần để các bác có thể uh, tham gia khai thác và đào ở đây cho em Bây giờ thì uh, khi mà chúng ta đã thêm được hình ảnh đại diện Và chúng ta đã tham gia khai thác đào là chúng ta đã tham gia KIC bước 1 rồi phải không? Còn à, bây giờ em sẽ cập nhật cho các bác những cái cách nào để chúng ta có thể gia tăng được cái tốc độ đào nhanh nhất có thể ở đây. À, sau đó em sẽ cập nhật cho các bác cái phần cuối cùng đó là xác minh KIC bước 2 để chúng ta đợi đến ngày 25 tháng 1 này để chúng ta có thể là quy đổi ra BTC qua USDT hoặc là qua ETH nhé à, Bây giờ thì các bác sẽ bây giờ em sẽ cập nhật cho các bác bốn cái cách để chúng ta có thể gia tăng được cái tốc độ đào nhanh nhất có thể ở đây cái cách đầu tiên bây giờ em sẽ hướng dẫn à, các bác có thể thấy này nó có cái hình bánh răng cư ở đây này hình bánh răng cưa ở đây nhá thì à, chúng ta sẽ ấn vào cái hình bánh răng cư ở đây sau đó ở đây thì à, cứ 24 giờ chúng ta sẽ vào đây chúng ta kích một lần đây các bác có thể thấy ở đây cho em cứ 24 giờ chúng ta vào đây chúng ta kích một lần hiện tại em còn 3 tiếng nữa em sẽ lại vào đây em kích nhá và ở trong cái mục này thì chúng ta sẽ tham gia khai thác theo hội nhóm Hội nhóm ở đây thì chúng ta sẽ cần có 5 người nhá. Cần có 5 người thì các bác sẽ ấn vào đây cho em này để chúng ta có thể ADD 5 người bạn của chúng ta vào. Các bác ấn mục phần ADD ở đây. Thì uh, làm sao để chúng ta có thể lấy được 5 người bạn của chúng ta cùng tham gia đăng ký ở trên cái ứng dụng Atosi Go này? Thì uh, các bác chỉ cần copy Gmail của những người bạn của các bác thôi. Và hiện tại em đang có nhóm Zalo là chéo ở trên cái ứng dụng Atosi này. Nếu như bác nào mà muốn chéo có nghĩa là thêm 5 người bạn ở trên cái ứng dụng này thì các bác có thể vào cái nhóm chéo của em. Hiện tại cái nhóm Zalo của em đã rơi vào khoảng độ là hơn 700 người thì à, các bác cứ gửi cái g mai lên. Đấy các bác gửi mai lên là cùng nhau chéo nhá, cùng nhau chéo thì à, bạn bè ở trong nhóm sẽ copy Gamma của các bác, người ta sẽ thêm vào của người ta, sau đó các bác sẽ copy g mai của bạn bè trong nhóm các bác ADD vào chỉ cần đủ 5 người thôi là được nhá đủ 5 người như của em này là được là 5 người này sẽ xuân suốt đi cùng với các bác khai thác cái đồng atoxi này đấy là cái phần đầu tiên để các bác có thể kiếm được cái số lượng atoxi cái phần thứ hai là các bác có thể để ý ở đây cho em này nó sẽ có những cái đồng vàng ở đây và nó sẽ quay khoảng thời gian ví dụ như một tiếng 2 tiếng 3 tiếng này 20 phút 30 phút thì cứ cái đồng vàng nào mà nó hiện, hoàn thành cái khoảng thời gian ấy thì các bác sẽ vào đây các bác nhận cho em nhá sau khi mà nhận xong rồi thì các bác lại để ý xem là còn bao nhiêu phút nữa thì chúng ta sẽ vào đây và chúng ta tiếp tục nhận ở đây cho em đấy là cái phần thứ hai để các bác có thể gia tăng cũng như kiếm được cái số lượng Satoshi cái phần thứ ba nữa là dành cho những bác là mà có cộng đồng nhiều đi giới thiệu bạn bè ở đây Thì các bác sẽ ấn một phần in về ở đây cho em để chúng ta thể đi giới thiệu bạn bè nhá Có rất là nhiều bác cứ bảo là cái ứng dụng này solo nó lâu Thì uh, thực ra đây là cái kèo đào coin free Free thì chắc chắn là nó sẽ lâu rồi nếu như là chúng ta cày chay uh, Chỉ dành ví dụ như là bác nào mà nhanh thì các bác ấy có thể là đi giới thiệu bạn bè chẳng hạn thì bác ấy lại phải bỏ cái thời gian công sức ra Nếu như là chúng ta không bỏ cái thời gian công sức ra Chúng ta chỉ đăng ký chúng ta để ở đấy mà chúng ta muốn nhanh ấy Thì thật sự rất là khó nhá Nên là bắt buộc chúng ta phải bỏ một chút công sức Và hiện tại đã có cái thông báo kế hoạch Là ngày 25 tháng 1 này Cái đồng Atosi này Sẽ được quy đổi chuyển sang BTC, USDT hoặc là Bitcoin Nên là không còn cái thời gian nữa đâu Các bác nhanh tay tham gia luôn cho em Và các bác À, dành nhiều thời gian hơn về cái ứng dụng này để chúng ta có thể kiếm được lúc đó chúng ta chỉ cần quy đổi được tầm vài trăm đô vài chục đô thôi là các bác đã có một số tiền để tết này các bác có thể tiêu rồi nhá rồi đấy là cái phần thứ ba cái phần thứ tư nữa là hiện tại nó đang cập nhật thêm một cái phần chức năng nữa để các bác làm nhiệm vụ các bác ấn vào đây cho em ở đây thì hàng ngày các bác vào đây các bác check in hàng ngày cho em và bên cạnh đó bên dưới này nó còn có một số các phần nhiệm vụ các bác xem những cái video ngắn ở đây để chúng ta có thể nhận thêm được cái số lượng uh, cái đồng Atosi mà nó trả cho các bác ở đây cho em nhé đây các bác xem những cái đoạn video ngắn ở đây cho em này uh, cái phần cuối cùng là hiện tại ở trên cái ứng dụng này nó liên kết với cái ứng dụng Detox. Cái ứng dụng Detox này là một cái ứng dụng xem video, ở xem video nhá, xem video để chúng ta có thể nhận được cái đồng coin và từ đồng coin này nó sẽ chuyển sang cái đồng Atoxy này cho các bác. Đấy rất là nhiều những cái nguồn để các bác có thể khai thác và nhận được cái số lượng đồng Atoxy này. Và cái phần cuối cùng, video này em muốn cập nhật cho các bác là hướng dẫn các bác tham gia xác minh level 2 bắt buộc chúng ta phải xác minh level 2 trước ngày 25 tháng 1 này nhá để nó mở cái chức năng quy đổi rút và uh, rút và quy đổi chuyển uh, cái số lượng Satoshi này sang blockchain nên là chúng ta cần phải nhá. Đây các bạn ấn vào phần hình ảnh đại diện ở đây cho em này. Đây em sẽ ấn một phần hình ảnh đại diện. Sau đó các bạn ấn mục phần uh, KIC ở đây cho em. Như các bác có thể thấy này hiện tại em đã xác minh KIC bước 1 và bước uh, bước 1 rồi nhá. Sau khi mà chúng ta xác minh KIC bước 1 mà nó hiện lên hai cái tích V này là ok Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến cái phương án thứ hai đó là xác minh KIC bước 2 Xác minh KIC bước 2 thì chúng ta sẽ xác minh bằng cái giấy tờ tùy thân Các bạn ấn vào đây cho em Các bác tích vào ba ô này, ấn vào một phần Start Rồi bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác là xác minh KIC bước 2 làm sao nó nhanh nhất Đầu tiên thì các bác điền cho em họ và tên Họ và tên thì nó trùng với giấy tờ tùy thân của các bác ở đây nhá đây em sẽ ghi từng phần một ra đây cho các bác này Rồi sau khi mà các bác đã ghi xong tên của các bác Sau đó các bác điền cho em cái ID của các bác vào đây nhá ID có nghĩa là cái số giấy tờ tùy thân của các bác vào đây Sau đó các bác điền cho em ngày tháng năm sinh Đấy ngày tháng năm sinh Các bác là ngày nào các bác ở đó là mục dấu đây của em Sau đó các bác ghi ví dụ như là ngày 15 này 01 1981 chẳng hạn Đấy các bác ghi ấn OK là được nhá à, Tiếp theo đến cái phần uh, Gửi cái giấy tờ tùy thân Thì các bác chụp cho em mặt trước giấy tờ tùy thân của các bác Sau đó mặt sau giấy tờ tùy thân của các bác Rồi tiếp đến cái phần bên dưới này Cái phần bên dưới này thì uh, Ở bên dưới này các bác để ý cho em nhá Thì chúng ta sẽ copy y nguyên ở đây Đấy các bác copy cái dòng này Sau đó các bác dịch ra Google cho em uh, Dịch ra Google dịch nhá nó sẽ là một cái đoạn văn đấy tên tôi là gì tôi đến từ đâu đấy thì các bác chỉ cần thay đổi cho em cái á, tên của họ thành cái tên của các bác ở trong cái dòng đoạn văn này đó sau đó ngày tháng ngày tháng này thì các bác thay bằng ngày tháng ngày hôm nay mà các bác kic cho em là được đấy rất là đơn giản thôi không có gì khó khăn cả rồi các bác điền cái chữ ký lên nhớ chúng ta phải dịch ra hết bằng tiếng việt nhé sau đó các bác ghi ra cho em tên này à, quê quán của các bác là ở đâu Ví dụ các bác ở Việt Nam thì các bác ghi là Việt Nam ở đây cho em là được Sau đó các bác chụp cái ghi ra mấy tờ giấy sau đó các bác gửi lên đây cho em nhá Rồi cái phần cuối cùng, cái phần cuối cùng này thì à, nó các bác cần phải nhờ một người chụp cho các bác cái ảnh Cái ảnh này thì nó sẽ bao gồm cái khuôn mặt của các bác một bên tay là các bác cầm cái tờ giấy mà vừa lấy chúng ta gửi ở bên trên này này Vừa lấy chúng ta gửi bên trên này nhá Đây đây ví dụ là hình người chẳng hạn đây nhá, đây là hình người. Bên này là cái tờ giấy mà vừa lấy chúng ta gửi bên kia, còn bên này là cái giấy tờ tùy thân của các bác mặt trước, sau đó các bác chụp. Đấy, nhờ một người chụp lấy hẳn khung như này cho em, sau đó các bác gửi lên đây cho em là được. À, với điều kiện chúng ta cần phải có 1.000 cái đồng atoxy này Thì chúng ta mới có thể tham gia KIC được Sau đó các bạn ấn một phần Sumit ở đây cho em Và nó sẽ duyệt cho các bác khá là lâu ấy Trong vòng 48 giờ nhá Trong vòng 48 giờ nó sẽ duyệt cho các bác Nên là các bác có thể yên tâm Rồi đấy là cái phần mà em hướng dẫn các bác KIC bước 2 à, Rất là đơn giản thôi Cũng không có gì khó khăn cả Nếu như bác nào mà không biết cách KIC bước 2 Thì các bác có thể liên hệ với em Em sẽ hỗ trợ nhá Thì đây là một cái kèo nó cực kỳ là ngon và hiện tại đã có cái thông báo rõ ràng về ngày 25 tháng 1 này để cho chúng ta có thể quy đổi rồi nhá Thì ở những bác nào mà chưa biết đến cái số dư của các bác thì các bác ấn vào một, một phần account ở đây cho em Ở trong này thì nó sẽ hiện lên cái tổng số dư của các bác ở đây Nó sẽ có hai cái loại Atosy, Atosy Lock và Atosy Unlock ở Cái Unlock ở bên trên này là hiện tại chưa được mở khóa còn cái bên dưới này là đã được mở khóa rồi nếu như mà được mở khóa mà em được rút hết 6.500 này thì nó rất là tuyệt vời nhá à, em cũng rất là mong cái số tiền đó được rút nên <laughs> là các bác nào mà được bao nhiêu thì các bác sẽ à, đợi chờ cái ngày 25 tháng 1 này rồi thì ở trên cái ứng dụng này bác nào không hiểu thắc mắc gì các bác có thể kết bạn qua Zalo em sẽ hướng dẫn video này của em kết thúc ở đây em xin chào tất cả các bác nhá.